tạo ra một góc sân vườn để một vị Phật ngồi, rất thư thả, thoải mái, giống như cuộc sống đời thường, làm cho con người mình thanh cao, vui vẻ. Một góc sân vườn để chữa lành vết thương. Anh em sử dụng những loại đá thạch anh 1-2 để vừa chân trạch vừa tạo năng dương. Những viên cuội đá thạch anh, những trụ đá thạch anh nguyên khối và cục đá mã não thô kết hợp với những phiến đá sẻ màu đen cùng với cục đá gỗ hóa thạch hàng nghìn triệu năm để trang trí góc tiểu cảnh này. Một góc tiểu cảnh vừa năng lượng dương vừa tâm hồn mình thư thả. Mỗi ngày anh em sẽ sáng tạo ra một góc tiểu cảnh, trang trí góc sân vườn để các cô các bác thấy một tiểu cảnh nào phù hợp với ngôi nhà, với khu vườn của mình, sân thượng của mình thì các cô bác có thể áp dụng vào để trang trí cho không gian, ngôi nhà của mình. Hãy mang thiên nhiên về nhà bạn, Cảm ơn các bạn đã xem video của anh em ở Sản Thái Nguyên. Chúc các bạn luôn năng lượng và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.